Ôi rồi thấy chị Giang Thía ra tay, ok ạ. À, em mời chị Giang Thía. Chị Giang Thía là một trong những giới thiệu các anh chị một chút xíu, là mọi người có ai biết chị Giang Thía không ạ? Chắc là phải biết rồi đúng không ạ? Tổng đại lý của chúng ta đúng không ạ? Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ ở Hải Dương đúng không anh chị? Là một người mà Thủy rất là hâm mộ, và chị vào BC là coi như là bệ phóng của chị rất là mạnh mẽ. Chị bán hàng coi như là hơi thở đúng không anh chị? Và hôm nay chị sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm trải nghiệm cái sản phẩm Kuchen đúng không ạ? Đồng thời là làm thế nào để mà chị bán không biết là bao nhiêu cái Kuchen, nhưng mà thấy chị là cứ mỗi một lần up lên là khoảng tầm 3 4 Kuchen ra đi các anh chị. Ok, em mời chị Giang Thía nha. Chị Giang Thía đã xuất hiện trên màn hình rồi. Em mời chị ạ. À, cảm ơn Thương Thủy nhé. Xin chào tất cả anh chị. Chúc các anh chị của chúng ta ngày chủ nhật thật là vui vẻ và năng lượng nhé. Và thì xin được tự giới thiệu là mình đang là tổng đại lý của công ty VCA Solution, nhưng mà hôm nay xuất hiện tại buổi chia sẻ hôm nay với vai trò là một người tiêu dùng khó tính. Và thì cũng đã phân phối rất là nhiều cái sản phẩm Kuchen, tất cả các dòng sản phẩm của Kuchen có trên kệ của VCA thì Thía cũng đã từng phân phối hết. Thế và một cái điều là Thía rất là thích cái sản phẩm của Kuchen, đặc biệt là máy lọc không khí. Thì như chúng ta đã biết là không khí, như Dương Thủy vừa nói đấy, không khí của chúng ta ngày càng ô nhiễm đúng không? Đặc biệt là cái tình hình dịch bệnh xảy ra trên đất nước Việt Nam, và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Hà Nội, chúng ta đất đai rất là nghiêm trọng. Thế và thời gian của chúng ta là ở trong nhà là khoảng 90 đến 95% đúng không ạ? Ở trong nhà thôi. Và một cái điều mà Thía rất là thích đối với sản phẩm máy lọc không khí là khi mà mình mua về á, mình trải nghiệm. Đối với Thía là một người rất khó tính, mình kinh doanh sản phẩm gì thì mình phải trải nghiệm và mình phải cảm nhận, sau đó thì mình mới bán. Và Thía mua cái sản phẩm máy lọc không khí về thì một cái điều mà ấn tượng đầu tiên là rất dễ sử dụng mọi người ạ. Là mọi người cứ nghĩ là cái sản phẩm gia dụng thì khó sử dụng, nhưng mà rất dễ sử dụng. Mình chỉ cần mở máy ra và bóc các cái lớp bọc của ni lông á ở trên các cái tấm lọc ra, và sau đó thì lắp lại và cắm điện, bật auto là có thể là hoạt động được. Và một cái điều nữa là chúng ta cứ nghĩ rằng là ở trong nhà chúng ta thường xuyên quét dọn, lau dọn thì không khí ở trong nhà đã sạch, nhưng mà khi mà mình cắm cắm điện vào mới biết được là báo đỏ ngay và biết được cái mức độ ô nhiễm của cái phòng đó như thế nào. Và một cái điều cảm nhận nữa là sau khi mà dùng cái máy lọc không khí á thì mình cảm giác là tất cả các thành viên trong gia đình cảm giác là nó rất là sảng khoái và dễ chịu đó. Và từ khi mà có máy lọc không khí thì không có ai mà bị bệnh ho, viêm phế quản nữa. Đó là cái điều tuyệt vời. Và từ cái trải nghiệm như vậy thì Thía đã chia sẻ cho một số người thân, thì có cô giáo của con trai nhà mình ạ cũng đã đầu tiên là mua một chiếc. Và sau khi sử dụng á thì cô có nhắn lại là quá là tuyệt vời, bởi vì là cô có thử nghiệm trên chính gia đình nhà mình, là khi mà con trai của cô bị ho cảm và cảm cúm á, thì cô không mua, cô giáo đó không mua thuốc mà sử dụng máy lọc không khí để thử nghiệm xem là có đạt cái kết quả tốt không. Và sau một tuần quả nhiên là cháu không phải uống thuốc mà cháu khỏi bệnh bệnh ho cảm cúm. Đấy, như vậy là cô rất thích và cô có nhắn lại là quá là tuyệt vời. Đầu tiên thì mọi người cứ nói rằng là ở Việt Nam sao lại mua các cái sản phẩm mà tiêu chuẩn ở châu Âu thì nó không phù hợp, nhưng mà em rất thích cái con máy lọc không khí của chị. Thế và sau đó thì mua rất nhiều cái sản phẩm khác nữa nhé mọi người nhé. Thế và một cái người khách nữa là một cái anh cũng mua để sử dụng, anh bạn của mình ạ, mua sử dụng. Và sau khi mua sử dụng trải nghiệm rồi thì đặt liền một lúc là 6 con cho 6 phòng nhà anh luôn. Thì như vậy là mọi người thấy là cảm nhận về về máy lọc không khí, và đặc biệt là sau khi sử dụng thì mọi người nói là sức khỏe là rất là tốt, không có bị bệnh về ho viêm phế quản nữa. Thì như vậy là sao ạ? Như vậy là sản phẩm của chúng ta rất là tốt và Thí rất là thích, và đã kinh doanh và đã bán rất là nhiều cái sản phẩm này cho những người thân của mình. Rất là mong muốn là mọi người được sử dụng, và đặc biệt trong cái thời kỳ dịch bệnh như thế này thì nhà nào cũng cũng rất là cần cái máy lọc không khí này. Thì đây là cái sản phẩm mà các anh chị em có thể là chúng ta tập trung vào, chúng ta kinh doanh cái sản phẩm này để giúp đỡ mọi người có cái máy lọc này để lọc không khí trong gia đình để bảo vệ sức khỏe. Thì Thí cũng xin được chia sẻ một chút cái cảm nhận như vậy. Xin mời Dương Thủy nhé. Ok, cảm Cảm ơn ơn chị mọi Giang người. Thía. Cảm ơn chị Giang Thía rất là nhiều, phần chia sẻ rất là ngắn gọn đúng không ạ? À, và chắc là ban tổ chức nóng lòng quá cho nên là đã spotlight cái người anh, cái người chia sẻ tiếp theo của chúng ta lên lên trên màn hình rồi. Mọi người có biết đây là ai không các anh chị?
Mọi người có biết đây là ai không ạ? Mọi người có thể là đánh lên trên khung chat. Hôm nay chúng ta có khách đến nhà đúng không các anh chị? Đích thân nhà cung cấp Kuchen CEO anh Lâm đúng không ạ? Ở bên Kuchen đã xuống để cùng hỗ trợ các anh chị có được cái những cái khái niệm, những cái kiến thức chính xác nhất, tuyệt vời nhất về cái sản phẩm lọc không khí này. Thế cho nên là các anh chị mình hãy thả nhiều tim, thả nhiều hoa, thả nhiều những cái lời chào đúng không ạ? Đồng thời thì thả nhiều những cái lời cảm ơn đến cái phần chia sẻ rất là tuyệt vời của chị Giang Thía đúng không ạ? Thì đúng rồi, anh Đỗ Mai Lâm các anh chị. Và hôm nay thì anh Đỗ Mai Lâm sẽ xuất hiện ở đây và chia sẻ cho chúng ta là tại lý do vì sao hàng loạt những cái sản phẩm ngoài kia chúng ta nên lựa chọn Kuchen, dòng lọc không khí Kuchen đúng không ạ? Cái unique selling point của cái dòng sản phẩm này là gì đúng không ạ? Uy tín xuất xứ ra làm sao? Thì ngày hôm nay trong vòng khoảng 15 phút thì anh Đỗ Mai Lâm sẽ giúp cho chúng ta có được những cái khái niệm chính xác và có được những cái kiến thức rất là tuyệt vời về cái dòng sản phẩm máy lọc không khí Kuchen này nhé. Rồi em mời anh Lâm ạ. Rồi, xin chào tất cả các anh chị. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi. Hôm nay Zoom tới 800 người rồi, 900 người rồi, rất là tuyệt vời. Cái máy lọc không khí là cái thứ mà không thể thiếu được trong mỗi gia đình, chúng ta phải xác định như vậy. Bởi vì các anh chị đã ăn sạch, uống sạch, tức là ăn sạch là gì, mình mua những cái hoa quả thực phẩm mà nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng ta có máy lọc nước để uống sạch. Nhưng mà mỗi một con người ấy, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể nhịn ăn được 7 ngày, 10 ngày, nhịn uống được 3 ngày, nhưng mà ai nhịn thở được 5 phút cả. Những người nhịn thở trên 5 phút phải là gọi là siêu nhân, hoặc là gọi là đặc nhiệm Mỹ, hay là những người siêu đặc biệt mới có thể nhịn thở hơn 5 phút. Vậy cho nên là lâu nay thì không khí là miễn phí. Lâu nay không khí là miễn phí và chúng ta không quan tâm đúng mức tới không khí. Nhưng mà những năm gần đây khi mà ô nhiễm môi trường tăng lên thì không khí không còn là miễn phí nữa. Chúng ta phải lọc không khí để sử dụng. Cũng giống nước ấy. Ngày xưa thì nước chúng ta không lọc nước bởi vì nước nó chưa bị ô nhiễm. Và chúng ta chấp nhận cái việc là uống nước chưa qua lọc. Còn bây giờ ấy, thì chúng ta cần thiết phải có một cái máy lọc không khí trong gia đình, bởi vì cái mức độ ô nhiễm tại các thành phố lớn nó trở nên nghiêm trọng. Tại Hà Nội, Hồ Chí Minh hay là các cái tỉnh như Hải Phòng, rồi Đồng Nai, Biên Hòa, những cái tỉnh mà nhiều nhà máy, nhiều khu công nghiệp, rồi những cái tỉnh mà có nhiều nhà máy nhiệt điện, thì cái lượng bụi mịn nó trong không khí nó rất là khủng khiếp. Và cái bụi mịn thì nó bụi nó chia thành rất là nhiều cấp độ. Đó là cấp độ bụi cỡ lớn, cấp độ bụi cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ nhỏ. Cấp độ bụi cỡ lớn thì thông thường thì nó sẽ bị ngăn cản và giữ lại ở mũi. Nhưng mà cấp độ cỡ nhỏ hơn thì nó đi sâu vào trong họng và vào trong phổi. Thì người ta mới nói đến cái PM2.5 là gì. Khi các anh chị đi mua máy hoặc các anh chị đi nghe các thông tin truyền thông về môi trường, người ta hay nói là độ bụi mịn PM2.5 là 50, 100, 200, 300. Thì cái độ bụi mịn đó, cái bụi mịn nó rất là nguy hiểm. Cái bụi thô, ví dụ như lông động vật hay là các cái bụi cỡ lớn thì nó vướng vào mũi, gây viêm mũi. Và ở đó ấy, thì chúng ta gây viêm mũi và viêm xoang. Những cái bụi mịn mà PM2.5, bụi siêu mịn ấy, thì nó đi thẳng vào phổi và đi xâm nhập vào máu. Cái này nó rất là nguy hiểm. Khi mà bụi từ ô tô, xe máy, và từ chất thải ô tô, chất thải xe máy, khí thải xe máy, từ các cái nhà máy thủy điện, các cái nhà máy nhiệt điện, rồi từ các cái khu công nghiệp, nó ra cái bụi gọi là PM2.5, bụi siêu mịn. Cái bụi siêu mịn đấy, nó khi mình hít thở thì nó sẽ đi thẳng vào máu luôn. Và khi nồng độ cái độ bụi mịn nó tăng lên 20-25% thì cái khả năng nguy cơ về ung thư hay là đường hô hấp nó cũng tăng lên rất là cao. Cho nên là khi trong mỗi gia đình chúng ta nên có một cái máy lọc không khí để nó lọc sạch tất cả các không khí đưa vào trong cơ thể, tránh bụi, tránh bị xâm nhập các cái bụi mịn, các cái chất độc hại. Còn trong gia đình chúng ta thì nó cũng luôn có những cái chất độc hại khác, ví dụ như formaldehyde từ đồ gỗ. Nếu mà đồ gỗ tự nhiên như thế này thì nó ít formaldehyde, nhưng mà nếu mà gần như không có. Còn nếu các anh chị, nhà các anh chị, hầu như nhà chúng ta ở hiện đại bây giờ như các cái nhà, như phòng những một số phòng khác của tôi chẳng hạn, thì là gỗ MDF hết, và cái gỗ đấy nó phát ra một cái mùi formaldehyde nó rất là độc hại. Formaldehyde thì mỗi ngày nó sẽ thải ra, và 10 năm kể từ lúc chúng ta mua cái đồ gỗ công nghiệp nó vẫn luôn phát thải
liên tục mà chúng ta phải ngửi cái lượng formaldehyde liên tục. Formaldehyde nó vào trong cơ thể thì nó sẽ đi thẳng lên não và nó ảnh hưởng đến não của chúng ta. Còn với trẻ nhỏ thì nó sẽ gây các cái bệnh mất trí nhớ, máu trắng. Với phụ nữ còn thai thì formaldehyde nó sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí là sinh con, sinh non. Thì cái formaldehyde là một trong những thứ rất độc hại, và nhưng mà chúng ta vẫn phải sống với formaldehyde, bởi vì trong cây đồ gỗ MDF tại Việt Nam nó có formaldehyde. Đó, rồi vi khuẩn nấm mốc, gần đây thì các cái virus vi khuẩn nó tăng lên rất là nhanh, thì cái máy lọc không khí nó sẽ xử lý được vi khuẩn nấm mốc. Virus thì trong máy lọc không khí thì nó có cái màng HEPA cộng với cái tia UV cộng với ion âm, thì nó gần như nó diệt đến 99,97% các cái loại virus bay trong không khí. Cho nên là với những cái thời gian dịch bệnh như thế này, như ở Sài Gòn hay Hà Nội chẳng hạn, thì nhà sát sát nhau và nhà này thở cái không khí thở ra của nhà khác, và thậm chí là có một số nơi ở Sài Gòn hiện tại là không hề ra đường, ngồi trong nhà thôi mà không khí từ nhà khác thổi sang cũng có thể nhiễm virus. Thì theo quy định của Facebook hay là pháp luật thì hiện tại người ta cấm quảng cáo những cái gì quảng cáo về liên quan đến virus vi khuẩn, với cái này là luật pháp luật cấm. Cho nên trong tất cả các cái quảng cáo của Uchen thì chúng ta không không viết cái đoạn là diệt virus corona, chúng ta chỉ nói là diệt virus thôi, vì liên quan đến corona covid thì là cái từ khóa nguy hiểm, tức là Facebook người ta sẽ đóng cái tài khoản của mình. Nên anh chị khi quảng cáo anh chị không viết những cái chữ nhạy cảm như vậy. Đó là cái luật luật của Facebook, luật của Google và luật quảng cáo. Người ta sẽ quy cho mình là tội gây hoang mang xã hội. Nhưng mà tất cả các máy lọc không khí của Uchen, kể cả máy lọc không khí của hãng khác, nó cũng có chức năng gọi là diệt vi khuẩn virus, và đã có chức năng diệt vi khuẩn virus, thì virus corona, virus SARS nó chỉ là một trong những cái virus, cho nên nó diệt luôn được cả SARS lẫn corona. Nên là với cái tình hình dịch bệnh này thì mỗi gia đình chúng ta nên có một cái máy lọc không khí trong nhà để đảm bảo sức khỏe an toàn cho cả nhà. Bởi vì nếu mà nó có lơ lửng các cái virus vi khuẩn nó có lơ lửng trong không khí ấy, thì cái ion âm nó đã diệt rồi. Bởi vì một cái máy của Uchen này, như máy K12 này, thì nó sản sinh ra là 5 triệu ion âm trên một mét khối. Thì ion âm nó xuất hiện khắp trong phòng rồi, thì khi mà virus nó vào phòng của mình ấy, thì ion âm nó đã tấn công vào cái cấu trúc của vi khuẩn virus, và nó diệt virus từ xa. Cái này là cái rất là quan trọng. Nếu mà gia đình chúng ta có cái máy phát ion âm như là KU06, KU12, riêng KU12, KU06 thì cái mật độ ion âm là 8 triệu đơn vị, nó rất là lớn khi nó đã bay sẵn trong phòng chúng ta rồi, nó cứ tỏa khắp phòng, và khi mà virus đến thì nó đã ngăn chặn từ xa rồi. Đó. Tất nhiên nếu anh chị đứng ngay cửa mà virus nó vào mà virus nó đi vào ở cửa và lúc đấy ion âm nó chưa tiếp cận thì vẫn có thể bị nhiễm. Nhưng mà nếu anh chị ở trong phòng, ở giữa phòng chẳng hạn, thì cái virus nó đã bị diệt từ xa trong không khí. Thì cái này là cái quan trọng nhất trong mùa dịch. Và vì vậy cho nên chúng ta sẽ bán được cho mọi gia đình. Khi mà anh chị tư vấn thì anh chị sẽ bán được cho mọi gia đình. Bởi vì nếu không có dịch thì cái máy lọc không khí sẽ lọc cái PM2.5, formaldehyde, các cái chất độc hại khác, nấm mốc, mùi. Và có trong thời gian dịch bệnh này thì nó còn ngăn ngừa các cái bệnh tật nữa. Điển hình là nếu mà con các anh chị mà bị bệnh đường hô hấp chẳng hạn, thì các anh chị đi các bệnh viện nhi thì bác sĩ nó đều khuyên là về nhà mua cho con máy lọc không khí, bởi vì không khí sạch thì giúp con sẽ mau khỏi các bệnh về đường hô hấp hơn. Và theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Việt Nam thì người Việt Nam phải hơn 90% có vấn đề về đường hô hấp. Thì các anh chị cứ về nhà các anh chị sẽ kiểm tra xem con các anh chị, bố mẹ các anh chị và các anh chị có vấn đề không về viêm mũi, viêm xoang, viêm họng rồi viêm thanh quản, đó, thậm chí một số người bị hen suyễn và viêm phổi. Thì hầu như người Việt của chúng ta là tới hơn 90% dân số có vấn đề về đường hô hấp, bởi vì nguyên nhân chính vẫn là từ do ô nhiễm môi trường mà ra. Thì là các anh chị khi ra đường mình đeo khẩu trang, khi về đến
công ty hoặc về nhà mình có máy lọc không khí, thì cái thời gian các anh chị tiếp cận với không khí ô nhiễm nó thấp đi, thì các anh chị sẽ bảo vệ được sức khỏe của chúng ta. Như tôi nói, phổi của chúng ta sau 18 tuổi, tức là gọi là sau khi mình trưởng thành, phổi là cái thứ luôn bị ảnh hưởng đầu tiên. Tức là gì? Cứ mỗi năm chúng ta già lên một tuổi thì phổi chúng ta sẽ yếu đi một tí, và hệ hô hấp chúng ta yếu đi một tí. Và cái sự xẹp phổi và cái sự ảnh hưởng của phổi đó, dù các anh chị là vận động viên thể thao, dù anh chị là những người cực kỳ dữ, thì nó vẫn luôn xảy ra, nó vẫn luôn yếu đi, cho đến một ngày nào đó là cái hệ hô hấp của chúng ta là bị hỏng. Vậy cho nên nếu các anh chị giữ được cái phổi của mình khỏe mạnh càng dài, giữ được cái phổi mình càng sạch càng lâu, thì cái tuổi thọ của anh chị sẽ tăng lên, và các cái bệnh liên quan đến đường hô hấp, các cái bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Bởi vì 60% các bệnh tật trên toàn cầu liên quan đến ô nhiễm môi trường, tức là những cái bệnh mà liên tự nhiên nó bị ấy, nó rất là ít, nó tới 60% các bệnh liên quan tới có trên của cơ thể chúng ta là liên quan từ ô nhiễm môi trường. Tức là ví dụ các anh chị bị ung thư phổi chẳng hạn, thì là do anh chị hít phải là các cái chất độc vào phổi, ví dụ hít phải amiăng, hít phải một số chất nào đó, rồi anh chị bị viêm họng, rồi ung thư họng hay gì đó là do anh chị hít phải khí xăng các thứ. Thì ngày xưa khi mà các cái xăng người ta chưa có cảnh báo nhiều ấy, thì những người bán xăng thường hay bị ung thư vòm họng. Các anh chị cứ để ý xem các anh chị lớn tuổi 45, 50, 60 tuổi, những anh chị mà đã bán xăng từ ngày xưa ấy, thì rất là nhiều anh chị bị ung thư vòm họng. Đó là vì sao? Vì người ta hít phải cái khí thải của cái xe vào đổ xăng cho họ, và họ hít phải cái khí thải của và hít phải cái chất độc trong môi trường. Thì cái vấn đề nghiêm trọng của môi trường lẫn khí thải ấy, giúp chúng ta thấy được rằng cái việc đầu tư một cái máy lọc không khí là xứng đáng. Một cái máy lọc không khí cao 12 nó là 3,5 triệu, và nó đảm bảo không khí trong lành cho gia đình chúng ta trong phòng ngủ. Một cái cao 06 thì nó sẽ giải quyết được 45 m², cao 12 được nó được 25 m². Một cái sự đầu tư cho phổi, cho chính chúng ta, cho con cái chúng ta, nó là rất là xứng đáng. Khi mà chúng ta chưa bị viêm họng, viêm phổi, viêm mũi, viêm phế quản hay các cái loại viêm nhiễm mà do ô nhiễm môi trường ấy, thì đôi khi chúng ta lại ngồi nghĩ không biết có nên mua hay không. Nhưng khi một khi con của anh chị mà đã đi bệnh viện mà nó ho, nó bị viêm họng, viêm mũi, viêm phổi, hen suyễn ấy, thì anh chị thấy cái việc bỏ 3,5 triệu để giữ cho cái phổi con mình sạch sẽ là một điều rất là xứng đáng, rất là xứng đáng. Thì có những thứ khi chúng ta chưa đủ năng lực tài chính chúng ta sẽ tiêu bớt đi. Ví dụ như cái iPhone nó mới ra mắt 40 triệu, anh chị có thể dùng cái iPhone cũ 7-8 triệu, nhưng mà với một cái máy lọc không khí thì anh chị nên mua ngay cho con anh chị. Đó là cái đầu tư nó rất là xứng đáng. Một cái áo hiệu 3-5 triệu, anh chị có thể mặc cái áo hiệu xuống còn 1,5 triệu không sao cả. Nhưng mà đến khi con cái mình bị những cái bệnh về đường hô hấp, chính mình bị viêm họng, viêm mũi, chính mình bị viêm xoang, những ai mà đã bị viêm xoang ở đây thì là các anh chị hiểu rồi, cái viêm xoang nó là rất khủng khiếp, nó đau, nó gọi là đau xuyên não. Và chữa viêm xoang á, nếu các anh chị chữa viêm xoang mà anh chị chữa xong rồi các anh chị về vẫn đi xe máy, rồi không đeo khẩu trang, rồi anh chị vẫn cứ sống môi trường ô nhiễm ấy, thì tôi đảm bảo với anh chị bác sĩ trên mặt trăng xuống cũng chữa được cho các anh chị. Nhưng nếu những người họ sống trong môi trường có máy lọc không khí, môi trường sạch sẽ, thì họ chữa bệnh xoang sau đó họ về họ đỡ đi rất là nhiều. Thì cái đường hô hấp, viêm xoang, viêm mũi, viêm phế quản là nó bị chúng ta ô nhiễm môi trường, nó bị sẽ rất là thường xuyên. Thì cái việc đầu tư cho mình một cái máy lọc không khí, một cái khẩu trang loại tốt là cái việc rất là xứng đáng. Bởi vì đó là sẽ là tiết kiệm tiền cho gia đình các anh chị, chứ không phải là lãng phí hay là như thế nào cả. Bởi vì cái tiền anh chị đi chữa cho cái bệnh đấy nó cao hơn rất nhiều lần so với cái việc mình bỏ ra 3,5 triệu hay là 7,5 triệu hay 12 triệu, thậm chí là 30 triệu hay 40 triệu đó. Cho nên là chúng ta thấy được cái tầm nghiêm trọng của cái máy lọc không khí, để chúng ta biết là mọi gia đình cần phải mua một cái. Ok rồi. Máy lọc không khí của Kuchen thì có những gì? Thì bây giờ mình nói có tại sao mà người ta phải mua Kuchen mà không mua cái khác. Thì trước tiên các anh chị nhìn thấy cái mức độ nghiêm trọng, cần phải có một cái máy lọc không khí cho mọi gia đình, giống như chúng ta cần phải có một cái điều hòa nhiệt độ, hay là một cái máy giặt, hay là một cái tủ lạnh, hay một cái kia
Tới tiếp đấy thì chúng ta sẽ nói đến chuyện là tại sao lại phải mua, tại sao nên mua máy lọc không khí Wu Chen. Đầu tiên là bảo hành. Wu Chen bảo hành 2 năm. Các cái hãng trên thị trường thông thường nó tương đương với Wu Chen, bằng giá Wu Chen thì thông thường người ta sẽ bảo hành 1 năm. Đó. Thứ hai là với một cái mức giá ngang nhau, ví dụ như 25 mét vuông chẳng hạn, thì các hãng khác họ cũng bán khá là cao, còn Wu Chen là bán 3,5 triệu. Và cái nếu anh chị mua cho gia đình anh chị thì cái giá nó còn rất thấp nữa sau khi mà trừ hoa hồng của BCID. Rồi cái máy 45 mét vuông ấy thì là 7,9 triệu. Với 45 mét vuông anh chị mua một hãng khác thì nó sẽ đắt hơn 7,9 triệu. Và với máy Cloud06 thì chúng ta sẽ có là 7 màng lọc, 8 triệu ion âm, có UV. Thì với 7 tầng lọc thì thông thường ngoài thị trường thì các cái máy lọc không khí ngoài thị trường thì nó có khoảng 3 tầng lọc, thì của mình cũng 7 tầng lọc thì nó sẽ diệt triệt để tất cả các cái vi khuẩn virus. Ví dụ khi mà không một con vi khuẩn nào, virus nào đó, virus nó bé hơn cái vi khuẩn các anh chị nhé, mà nó lọt được qua HEPA rồi, lọt được qua carbon filter, lọt được qua HEPA rồi, thì tiếp đến ấy nó sẽ gặp UV, UV sẽ diệt nó luôn. Còn nếu UV mà nó không may nó vượt qua được UV ấy, thì nó đã sẽ bị ion âm xử lý. Thì 7 tầng lọc và 6 tầng lọc nó hơn các cái 2-3 tầng lọc là như vậy. Tôi không nói là 3 tầng lọc không đủ sạch, những 3 tầng lọc cũng đủ sạch các anh chị. 3 tầng lọc thì cũng đã đủ sạch rồi. Với những máy 3 tầng lọc cũng đủ sạch rồi, bởi vì cái 3 cái tầng lọc cơ bản ban đầu ấy thì nó cũng đã diệt khoảng 99% các cái chất độc hại và vi khuẩn rồi. Nhưng mình có thêm UV để diệt gần như triệt để cái phần mà nó sót lại ở đâu đó, không may sót lại ở đâu đó thì nó diệt luôn. Cộng với ion âm. Ion âm thì nó tỏa ion ra khỏi căn phòng, khắp căn phòng, và nó luôn đến những cái ngóc ngách mà gió không thể vào được. Và những cái ngóc ngách đó nó sẽ diệt vi khuẩn, virus nấm mốc, mùi ở những cái ngóc ngách đó. Và ion âm sẽ ngăn chặn từ xa cho chúng ta các cái tác nhân độc hại. Thì một số cái máy trên thị trường thì nó sẽ không đủ những cái tầng lọc như vậy. Đó. Bảo hành 2 năm này, chúng ta nhiều tầng lọc hơn này, chúng ta nhiều cái công nghệ hơn này, và chúng ta có 5 triệu đến 8 triệu ion âm tỏa ra khắp phòng mà cái đó. Thì khi mà và một cái nữa đó là cái máy của Wu Chen, thì các cái máy lọc không khí Wu Chen hiện tại thì nó sử dụng trí thông minh nhân tạo, và nó có thể kết nối được với điện thoại, với phần mềm các anh chị có thể kiểm soát được môi trường trong gia đình mình, và các anh chị và cái máy nó chạy hoàn toàn tự động. Bắt đầu khi khởi động máy thì nó sẽ có 5 phút để nhận diện môi trường gia đình chúng mình. Và sau khi nó nhận diện ra đến môi trường rồi thì nó sẽ đưa ra cái tốc độ chạy cũng như cường độ chạy để nhanh chóng đưa ra không khí trong gia đình về với mức an toàn, là mức khi chị nhìn thấy cái màu đèn nó là màu xanh ấy, là mức an toàn. Và khi mà máy đã chạy về với mức an toàn rồi á, thì sau đó nó sẽ hạ tốc độ xuống để tiết kiệm năng lượng ở mức thấp nhất. Ví dụ như cái máy KU12 này thì tiêu thụ năng lượng nó khoảng là 7W. Và cái KU08 thì lúc mà nghỉ, khi lúc mà gọi là chương trình chạy standby, chương trình chạy ổn định rồi, thì nó chỉ còn 16W. Thì nó năng lượng tiêu thụ nó ít hơn một cái bóng đèn. Cho nên các anh chị không phải lo lắng là máy của Wu Chen sẽ bị tốn năng lượng, rất là tiết kiệm cho anh chị, bảo hành dài hơn các hãng khác, tiết kiệm năng lượng hơn và tự động hoàn toàn. Các anh chị gần như không phải làm gì hết, tức là bật máy lên và máy nó tự chạy, tự tìm chương trình chạy để nó phù hợp với nhất với gia đình chúng mình. Thứ hai nữa là nó có được cái kết nối internet. Ví dụ như anh chị 7 giờ anh chị đi làm chẳng hạn, đi làm về chẳng hạn, thì 6 giờ các anh chị có thể bật máy, thì khi anh chị về đến nhà thì máy đã sạch rồi. Và nếu các con mình ở nhà, con với người giúp việc ở nhà, thì ở công ty ấy, mình có thể bật máy lên và kiểm và có thể xem được là ở nhà hiện tại môi trường tại nhà con của mình đang chơi với giúp việc thì độ bụi bao nhiêu, thì nó báo cáo lên điện thoại hết. Thì những cái báo cáo hay là những cái mà kết nối từ xa ấy, là một cái function gọi là extra thêm thôi, nhưng mà bản thân quan trọng nhất cái máy đó là diệt tới 99,97% các chất độc hại trong không khí.
cho nên nó sẽ trả cái không khí trở lại trong lành cho gia đình mình. Tại sao không khí trong lành thì các anh chị sẽ thấy mức độ quan trọng là bệnh tật thì tôi nói lúc nãy rồi, nhưng mà về cảm giác nhé, khi chúng ta về nhà, chúng ta vào nhà, nền nhà sạch, robot nó lau sạch rồi, không khí nó trong lành thì cái cảm giác nó rất là thoải mài. Nhưng nếu mà chúng ta về nhà mà bàn nền nhà thì nhám, bẩn, bụi, không khí thì nóng nực, nó rất là mệt. Điển hình là nếu các anh chị nào mà đã từng ở nước ngoài rồi thì anh chị bước xuống sân bay Nội Bài hoặc là bên sân bay Hồ Chí Minh ấy, thì anh chị bị sốc những ngày đầu tiên. Cái sốc đó là sốc tiếng ồn, thì tôi không nói, những cái sốc lớn nhất vẫn là bụi. Tại vì họ đã thở một cái môi trường ở 12-15%, 12-15 độ bụi. Về Việt Nam ụp một cái lên hơn 100 độ bụi PM2 là hơn 100. Và những ngày đầu tiên họ cảm thấy rất là mệt mỏi. Và ngược lại các anh chị đang ở thành phố hoặc đang ở một vị trí rất là mệt mỏi, các anh chị đi vào một cái phòng gọi là massage hoặc là spa chăm sóc sức khỏe 5 sao chẳng hạn, thì chị tự nhiên vào thấy tỉnh rồi. Nhân viên phục vụ chưa làm gì mình đã tỉnh rồi. Bởi vì ở những cái phòng massage 5 sao, những cái khu vực mà 5 sao hoặc là anh chị vào khách sạn 5 sao chẳng hạn, thì chị bước vào khách sạn một cái các anh chị đã thấy tỉnh người rồi, chưa ai làm gì cả. Nó có phải là vì khách sạn đẹp không ạ? Không phải khách sạn đẹp, các chị cũng đến nhiều nơi đẹp, nhưng mà chưa chắc các chị đã cảm thấy nó khỏe lên. Bởi vì trong các khách sạn 5 sao họ có một cái lọc tổng ở trên nóc nhà, và cái lọc đấy nó luôn thổi dòng âm xuống và luôn lọc không khí nó trong lành. Tương tự giống như vậy, khi anh chị đang ở thành phố, các chị đến một cái thác nước hoặc là đến một cái khu du lịch nó nằm trong rừng sâu, thì anh chị thấy rất là khỏe, rất là thoải mái, bởi vì mình hít thở, cái hít thở đó là cái khí sạch nó vào. Và trong tự nhiên ấy, trong rừng sâu, trong thác nước ấy, thì nó gọi là có ion âm tự nhiên. Ion âm tự nhiên này nó sẽ giúp cho phổi mình trao đổi chất nhanh hơn và mình thấy thở nó khỏe hơn. Đấy, thở khỏe hơn. Ion âm tự nhiên ấy thì nó không, mật độ nó không cao bằng ion âm của máy lọc không khí. Cho nên, nhưng mà nó đã cảm cho các anh chị thấy được cái sự khỏe khoắn lên từ cái ion âm tự nhiên rồi. Thì hôm nay tôi chỉ có 20 phút thì tôi nói về các anh chị những cái điều quan trọng nhất về máy lọc không khí và cái tác động của ô nhiễm môi trường với sức khỏe chúng ta. Thì vì là giãn cách cho nên tôi không lên công ty được, cho nên là ở nhà thì tôi đang dùng cái 12 máy câu 12 này, nên tôi không giới thiệu cho anh chị được cái câu không sáu. Thì ở nhà thì tôi dùng cái câu 08 và một cái khổng lồ nữa là câu 09 thì nó dành cho tận 120 m², thì nó lọc cả nhà luôn. Nhưng mà chúng ta chỉ phân phối câu 12 và câu 06, thì câu 06 và câu 12 thì tôi chỉ có câu 12 để giới thiệu các anh chị. Còn các anh chị nào cần quan tâm hơn về câu 06, các anh chị lên website anh chị xem lấy thêm thông tin. Một lần nữa tôi tóm tắt lại câu chuyện đó là gì: máy lọc không khí là điều không thể thiếu cho mỗi gia đình, tức là mọi gia đình chúng ta cần phải có một cái máy lọc không khí. Thứ hai nữa là cái máy lọc không khí Ugen thì nó có nhiều tầng lọc hơn các cái đối thủ trên thị trường, có thời gian bảo hành dài hơn, có điện mức năng lượng tiêu thụ thấp hơn, nó chỉ khoảng dưới 7W, rồi và nó có hoạt động tự động hoàn toàn. Và lúc mà cần thay thế lọc ấy thì các anh chị nó sẽ hiện đèn báo lên mình thay cái lọc khác. Và một số máy, như một số cái máy tôi thấy một số máy các anh chị mua máy nội địa chẳng hạn, thì nó không có các cái thông số đó và không có các cái tính năng như vậy, các tính năng thông minh nó cũng không có. Nhân đây thì tôi sẽ xin thêm 1-2 phút nữa nói về máy lọc không khí nội địa. Thì cái quyền buôn bán tự do và quyền lựa chọn là của mỗi con người, chúng ta thấy cái gì tốt thì chúng ta mua thôi. Nhưng mà với tôi, một người đã làm việc với người Nhật và tôi cũng hiểu biết về một chút ít về nước Nhật, thì những gì mà người Nhật đã vứt đi, những gì mà người Nhật đã vứt đi là không còn hiệu quả nữa. Bởi vì người Nhật rất là yêu môi trường. Một cái sản phẩm của họ ấy, khi mà họ đã vứt đi rồi ấy, thì thường là không còn hiệu quả nữa. Và nếu mà còn hiệu quả họ không vứt đâu. Các anh chị nếu có con cái đang ở Nhật, các anh chị đến nhà gia đình Nhật xem. Thậm chí một số gia đình bây giờ họ đang còn dùng cái tivi màn hình lồi, cái tivi đáy lồi ấy. Bởi vì họ thấy họ xem nó chả vấn đề gì cả. Và họ yêu môi trường, họ không vứt ra môi trường. Đó. Cho nên với một cái máy lọc không khí là cái thứ rất là quan trọng. Cái đèn UV sau một thời gian nó sẽ bị lão hóa.
Cái đèn UV sau một thời gian nó sẽ bị lão hóa. Cái xin lỗi các anh chị, rồi cái pháp ion âm sau một thời gian nó sẽ bị lão hóa, nó sẽ bị giảm năng lượng, giảm chất lượng. Thì với một cái máy lọc nội địa ấy, cũ ấy, thì không lấy gì đảm bảo các cái chức năng đấy hoạt động hoàn hảo. Cho nên khi mà chúng ta mua về thì chúng ta may mắn thì chúng ta gặp được một cái tốt, mà không may thì chúng ta phải mua một cái nó hoạt động không tốt. Và nếu hoạt động không tốt thì anh chị gặp ai ạ? Chả gặp ai cả, đưa đi vứt. Và nếu hoạt động không tốt anh chị có biết không ạ? Anh chị cũng không biết luôn. Còn với Qchain thì nó báo các thông số lên trên điện thoại và trên màn hình, các anh chị biết nó có hoạt động hiệu quả hay không. Còn với một cái máy nội địa là đời cũ là các anh chị không biết, và nó lỗi các anh chị cũng không biết luôn, vì nó đâu có báo hiển thị lỗi lên. Ví dụ cái đèn UV nó hỏng chẳng hạn, các anh chị đâu có biết được cái đèn UV hỏng. Nhưng với máy của Qchain anh chị biết là điện thoại nó sẽ báo trên màn hình điện thoại anh chị là cái UV nó bị hỏng, ion âm nó bị hỏng thì anh chị thay thế. Đó là những thứ mà kể cả trực quan khi anh chị nhìn vào cái đèn thì anh chị đã biết là nó có hoạt động hoàn hảo hay không. Còn với những cái máy nội địa thì nó không biết thế nào cả. Đó. Và lúc mà gặp lỗi hoặc là lúc mà cần phải thay lọc thì cái máy nội địa các anh chị cũng không thể nào mà đi tìm được cái lọc, hoặc là tìm được cái lọc thì cái lọc đấy nó cũng không chính hãng, mà không chính hãng cũng không đảm bảo được việc là cái lọc nó có hiệu quả hay không. Cho nên với những cái gì thì tôi không biết, ví dụ, nhưng mà với máy lọc không khí thì tôi khuyên các anh chị không mua máy nội địa. Tất nhiên quyền mua chọn, quyền mua là quyền của anh chị và quyền của xã hội, người này thích cái này người này cái nọ. Nhưng với những thứ khác thì tôi có thể nghĩ là ok, máy nội địa cũng được, nhưng với máy lọc không khí thì tôi nghĩ là tôi khuyên là nên mua máy mới. Kể cả không mua Qchain đây, anh chị mua hãng khác, anh chị cũng nên mua máy mới, không nên mua cũ. Đó. Ok. Vâng. Em cảm ơn anh Lâm rất là nhiều, và chắc là anh Lâm vẫn còn rất là nhiều cái thông tin muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Tuy nhiên thì cái thời lượng chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì cũng không có cho phép. Thì em xin phép là chắc là anh Lâm mình sẽ ghé lại, ngồi lại cùng với cả các anh chị em, bởi vì là em có thấy là trong quá trình anh Lâm chia sẻ á, có rất là nhiều anh chị mình có những cái phần câu hỏi. Thì xin phép là anh Lâm chắc là mình lán lại cùng với chương trình để cuối giờ thì mình sẽ có một cái phần giao lưu khoảng tầm ngắn gọn để có thể là hỗ trợ giải đáp một số những cái câu hỏi gọi là cốt lõi, để mình có thể là hỗ trợ các anh chị có thêm cái kiến thức chuẩn hơn về Qchain. Đồng thời thì các anh chị, nếu các anh chị mà đã lỡ yêu cái dòng Qchain này rồi, ngoài máy lọc không khí thì Qchain có rất là nhiều các cái dòng khác đúng không ạ? Thì nếu mà các anh chị mà mong muốn mà mình phân phối chọn cái sản phẩm này là sản phẩm thế, thì các anh chị có thể liên hệ với leader 1 sao 2 sao của các anh chị để có thể là kết nối với nhà cung cấp Qchain đúng không ạ, bằng các cái nhóm Zalo hoặc là những cái nguồn thông tin để các anh chị có thể là mình chủ động mình kết nối cùng với nhà cung cấp các anh chị nhé. Và một lần nữa nhờ các anh chị mình sẽ thả những tràng pháo tim đúng không ạ, những lời cảm ơn đến phần chia sẻ rất là tuyệt vời của anh Lâm đúng không các anh chị. Giống như là anh Lâm nói đấy, cái gì không có thì thôi, giống như ngày xưa khi mà mình có cái tủ lạnh thì ai cũng nói là ôi giờ cần gì tủ lạnh đúng không các anh chị. Tuy nhiên thì nó đã là cái xu thế rồi, thì ngày hôm nay nếu các anh chị không sử dụng thì Thủy nghĩ là 1-2 năm nữa các anh chị cũng sử dụng thôi. Và một khi cái máy lọc không khí này nó có cái tuổi thọ nó rất là gọi là riêng là hàng Đức thì nó đã rất là nồi đồng cối đá đúng không các anh chị. Mình đầu tư sớm thì sức khỏe của mình được bảo vệ sớm đúng không các anh chị.